trong video này thì em sẽ nói cho các bác biết một cái việc mà các bác phải làm được nếu mà các bác muốn vườn sổ riêng của mình nó có năng suất cũng như là cái mẫu trái đẹp các bác có nhớ cái video lần trước em quay cái vườn cây tơ ở chư gia lai ấy, mà có 60 trái trên một cây tơ 44 tháng tuổi không thì vườn này là cái vườn cạnh của cái vườn đó và vườn này là một cái vườn mà nhảy ngang theo thuận thiên có nghĩa là đã làm bông là xong rồi và sổ nhụy xong rồi và thấy cái vườn bên cạnh làm đạt quá thì mới nhảy ngang qua thuận thiên và cái vườn này nó có một vài cái vấn đề rất là hay và em sẽ nói trong cái video lần này, này nha các bác đó đầu tiên là cái vườn này là cái vườn nhảy ngang và khi mà bọn em mới vào ấy thì cái bộ lá của nó rất là nhiều vấn đề bộ lá của nó đầu tiên là 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 nó thiếu lá và bị nhện nó đánh rất là kinh khủng đây em sẽ cho các bác thấy là cái vấn đề của cái vườn này nhện dấu hiệu của nhện cái sự bạc màu của cái lá nó vẫn còn ở trên trên lá đâu rồi để xem một vài cái lá nó điển hình cho các bác thấy này 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 cái lá một cái lá khác sẽ nhìn rõ hơn này đây này đó các bác nhìn thấy không những cái vết bạc bạc ngày trước vì nhện đánh nó vẫn còn nhưng mà sau khi phục hồi lại thì nó đã cái sản phẩm của thuận thiên nó đã giúp phục hồi cái diệp lục tố ở trên cái bộ lá này và hiện tại thì cái bộ lá của nó đã khá là chuẩn, nó khá là đẹp khá là bóng để em có thể giữ được cái lượng trái như thế này và bây giờ thì trả lời cho cái câu hỏi mà em đặt ra trong đầu cái video ấy đó là để mà giữ được một cái vụ mùa tiết là có năng suất thứ hai là cái chất lượng mẫu má trái nó đẹp ấy và cái giá thành nó cao ấy, thì các bác bắt buộc nhất là phải chuẩn bị được một cái cây lá thật là tốt, thật là đẹp trước khi làm bông và thứ hai, nữa đó là phải giữ gìn được cái cây lá này và thậm chí là là cho ra một hai cái cây lá tiếp theo và giữ gìn được nó trong suốt cái quá trình làm trái và dưỡng trái để làm sao cái bộ lá cây nó phải giữ được cái bộ lá khỏe thì trái của các bác thứ nhất là mới có năng suất, thứ hai nữa là mới có mẫu mã đẹp và thứ ba đó là cây nó mới không bị suy sau khi mà thu hoạch. Đó thì trong cái video này thì em sẽ nói chi tiết về cái vai trò của bộ lá của cây cũng như là cái cách làm sao mà có thể giữ được một cái bộ lá khỏe trong suốt cái quá trình làm bông làm trái và phòng trừ nhẹ đỏ cũng như là các loại sâu dày nấm bệnh một cách đơn giản nhất như thế nào. Đầu tiên thì mình phải hiểu được là lá nó có cái vai trò gì trong cái sinh lý của cây trồng đầu tiên thì theo những cái số liệu khoa học người ta nghiên cứu ra thì là phải có hơn 90 cái sinh khối ở trên cây bao gồm tất cả các bộ phận từ rễ thân cành lá về sau đến các cái sinh khối ở trong trái nó tinh bột rồi đường rồi các cái hương vị ở trong trái đấy nó là do lá cái bộ lá của các bác nó tạo ra nha có nghĩa là những cái sinh khối ở trên cây từ các cái xelulô ở cành lá thân rồi các cái tinh bột hay đường hay là cái hương vị ở trong trong trái của các bác ấy nó là cái sản phẩm của cái quá trình quang hợp từ lá, có nghĩa là lá nó sẽ dùng cái những cái uh, sản sản phẩm những cái nguyên liệu có sẵn từ trời đất như là nước này như là CO2 khí carbonic ấy và thông qua cái phản ứng quang hợp dựa trên cái xúc tác là ánh sáng và diệp tố ở lá cũng như một vài cái nguyên liệu mà từ rễ đưa lên ấy để nó hình thành cái tinh bột cũng như sen lulo và sau đó nó chuyển hóa thành các cái dinh dưỡng ở trong cây này các bác nhìn xem này cái vườn này mới theo thuận thiên được mấy tháng thôi mà cái cấu trúc đất nó thay đổi rất là khác biệt rồi đất nó cứ hột 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 lên và nó rất là tơi xốp nó rất là thoáng khí nó là biểu hiện của cái đất nó đã được phục hồi được hoàn nguyên rồi và để mà có một cái bộ lá khỏe đấy lá tốt đã đánh nha mà phải khỏe nữa nha thì cái vai trò của đất nó rất là quan trọng em lại tiếp tục quay lại nói với các bác về cái vai trò của lá thì đặc biệt là trong cái mùa vụ năm nay với cái điều kiện thời tiết nó khắc nghiệt như này thì các bác sẽ thấy là những cái cây nào mà nó khỏe đấy cái lá cái bộ lá của nó vẫn có thể duy trì được trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng này thì cái cây đó các bác sẽ thấy nó rất là khác Thứ nhất là việc các bác tưới dư nước một chút hay thiếu nước một chút đấy thì với những cái cây mà bộ lá yếu ấy, thì nó sẽ phản ứng ngay lập tức đó là cái hiện tượng mà trái nó bị xả hàng loạt còn với những cái cây mà có cái bộ lá khỏe có nội sinh khỏe đấy thì cái vấn đề mà thứ nhất là nếu mà dư nước một chút hay thiếu nước một chút thì nó vẫn có thể trụ được thứ hai nữa là nó trụ được qua cái điều kiện thời tiết bất lợi này khá là tốt nha rất là tốt nha đó thì những cái cây nào các bác cứ để ý nha trong cùng một vườn những cây nào mà có một cái bộ lá khỏe mà vẫn còn xanh vẫn còn bóng ấy, thì cái trái của nó đấy Chắc chắn là thứ nhất là nó chạy trái đều hơn này và thứ hai là cái cái trái đấy cái nó cái màu sắc của nó xanh hơn, nó tươi hơn và nó ít bị rụng hơn hẳn so với những cái cây mà nó có bộ lá yếu nha. Các bác cứ để ý và chắc chắn là những cái cây mà có cái bộ lá khỏe đấy thì cái cái việc mà cái 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 vấn đề mà nó nó giữ được cái độ ẩm ở đất ở trong tán của nó nó cũng tốt hơn rất là nhiều so với các cái cây mà bộ lá yếu và nó cũng sẽ tránh được sốc nhiệt, sốc nóng hoặc là sốc nước hơn những cái cây mà có bộ lá yếu nha. Và các bác để ý cái này giúp em nha, các bác sẽ thấy rất rõ là những cái cây mà có bộ lá khỏe đấy, sống trên nền đất khỏe đấy thì cái việc sửa trái của các bác nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Ví dụ như là những cái trái mà nó bị méo học, nó bị giật học ấy các bác muốn nó tròn ra thì nếu mà các bác chỉ can thiệp bằng dinh dưỡng thôi nha em không nói đến các bác dùng những cái biện pháp sửa trái cực đoan bằng một vài các loại hóa chất đấy em chỉ nói là các bác can thiệp bằng dinh dưỡng để sửa trái thôi nha. thì với những cây nó phải có một cái bộ lá khỏe thì các bác mới sửa được trái và về sau ấy, cái trái của các bác nó mới có thể ra xanh được. chứ còn nếu mà cây thiếu lá là chắc chắn về sau ấy. nếu mà với ri ấy, thì thứ nhất là nó bị cháy muối, cháy muối nặng luôn đấy. thứ hai nữa là cái da của nó sẽ không được đẹp, cái da của nó nó bị chạy chỉ ở đường bên trong và nó bị tét gai còn với thái đấy thì là da nó không được xanh nó sẽ bị vàng hoặc là da nó là da beo da cám đó cái này điều này chắc chắn luôn nha nếu mà không có bộ lá khỏe thì rất khó để sửa trái quay trở lại về cái câu chuyện của vườn này nha các bác câu chuyện khá là thú vị khi mà ngày trước trước khi mà vào cái vườn này đấy thì là do cái cái bác làm vườn ấy là ít kinh nghiệm mà nên là để nhẹ nó đánh te tua vào cái bộ lá của nó rất là kém đây là các bác có thể nhìn này cái dấu vết của nhện ngày trước này nó vẫn còn nguyên này nhưng mà hiện tại là sau khi phục hồi lại vài tháng là cái lá của nó nó bóng hơn rồi và cái diệp trùng tố nó được tăng lên nên là nó mình 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 nhìn kỹ thì mình mới thấy cái dấu hiệu của nhện ngày trước thôi trường hợp của những cái vườn bị nhện như này ấy, thì ngoài cái việc là trừ nhện ban đầu ra ấy, thì các bác phải chú ý đến cái việc là các bác tưới nước như thế nào như em đã nói rất rõ đấy các bác phải tưới được nước rộng ra rìa tán lá để giữ được những cái dễ tơ ở bên ngoài rìa tán lá thì các bác mới có thể giữ được cái sức khỏe của bộ lá và cái đề kháng của cây thì nó mới có thể chống chịu được nhận còn cái vườn nào xin thưa với các bác nha các bác có dùng hóa chất mạnh đến mấy ấy, nhưng việc mà các bác tưới thứ nhất là thiếu nước thứ hai là nước của các bác tưới không được rộng ra ngoài ấy, thì là nhện nó đánh te tua và các bác cứ xịt hết lại nhện thì đợt này thì đợt khác nó lại lên và không bao giờ trụ được nha và ngoài nhẹ ra thì còn nó còn bị cháy nắng còn vị này nọ kia về sau nó rụng hết lá thì các bác không thể nào các bác làm trái được đẹp đâu tiếp theo là phải nhắc đến cái môi trường đất đất nó phải khỏe nó phải tơi xốp màu mỡ và nó phải không có những cái tồn dư hóa chất độc hại như là các loại thuốc trừ nấm hay là hay đặc biệt là thuốc cỏ nha và tiếp theo ấy nó mới là đến cái vấn đề dinh dưỡng nó phải đầy đủ và trong những cái điều kiện mà thời tiết bất lợi như này nắng nóng kiểu như này thì các bác có thể bổ sung thêm một ít lân kali hữu cơ trong hoặc là và combi nữa trong cái công thức phun trên lá để mà dưỡng lá nó nó được khỏe. Và em cũng nói đi nói lại và gần như trong rất là nhiều các video là em phải nhắc đi nhắc lại đấy là muốn một cái cây nó khỏe từ thân cành lá, bộ lá khỏe đấy thì các bác bắt buộc phải bắt đầu từ đất nha. Phải chú ý được đến cái sức khỏe của đất. Tại vì đất nó là môi trường sống của cây. Và gần như hầu hết mọi vấn đề nó đều bắt nguồn từ đất nha Đây các bác có thể thấy là đất nó phải như thế này Nó phải hột 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 hột, nó phải tơi xốp, nó màu mỡ Đây gọi là phục hồi và hoàn nguyên đất Có nghĩa là cái cấu trúc đất ngày xưa ấy, khi mà chưa phá rừng ấy Thì nó sẽ hột hột hột, hột như thế này Và cũng nói thêm với các bác là vì sao Thuận Thiên có thể nhảy ngang vào những cái vườn đang làm hóa học như thế này Là ngoài cái quá trình phục hồi đất, cải tạo phục hồi đất ra, giải độc cho đất ra đấy thì là thuận thiên ấy là có những cái sản phẩm từ hữu cơ có thể thay thế được những cái sản phẩm dinh dưỡng từ hóa học ví dụ như là có NPK này có lân có kali có combi tất cả những sản phẩm đó đều là hữu cơ hết nha các bác chính vì vậy mà thuận thiên có thể nhảy ngang vào những cái vườn mà đang làm hóa chất ngay lập tức và làm lại rất là thành công và nói thật với các bác là từ xưa đến nay hầu hết những vườn mà làm với thuận thiên là đều là những cái vườn mà đã làm với quy trình hóa học và bị thất bại thậm chí là cây suy nặng thì mới đến được thuận thiên chứ ít vườn mà làm với thuận thiên ngay từ đầu hoặc là tự nhiên đang đang nhiên đang lành vườn đẹp nhảy sang làm với thuận thiên là không có đâu đó và những cái sản phẩm này nó không chỉ thay thế được những sản phẩm hóa học mà nó còn tốt hơn sản phẩm hóa học tại vì là những cái dinh dưỡng từ tự nhiên này đấy từ thực vật và động vật này đấy nó phù hợp với sinh lý của cây trồng nên nó tạo được cái gọi là nội sinh cho cây đó nên là cây nó có khả năng tự chữa lành nó có khả năng tự hồi phục lại nên là các bác để ý nhá với những cái vườn mà bị nhẹ đánh nặng như này đấy lá cây nó đã bị bạc đi ấy, nó mất diệp lục tố và nó không còn cái khả năng quang hợp nữa thì là chỉ sau một thời gian ngắn là cây nó sẽ xả hết cái, cái những cái bộ lá mà bị bị nhẹ đánh này đi nha và nó sẽ thay lá hàng loạt và đến lúc đó thì các bác không thể giữ được trái còn như vườn này là sau một thời gian làm với thuận thiên ấy thì bắt đầu cái lá nó, nó tự hồi phục lại nó nó tự chữa lành lại nó nó phổ hồi phục hồi lại được cái diệp lục tố và cái lá của nó rất là bóng và hiện tại là trái này nó đậu rất là đạt và da rẻ các kiểu nó rất là ổn các bạn có thấy không ạ và câu chuyện rất là vui cái vườn này là vườn này là vườn của chú Long ở chùa Plum gia lai ấy, thì vườn này có hai ông bà già trăm mà cả hai ông bà đều mỗi người biết một chút ít về sầu riêng nên là trước khi làm với thuận thiên đấy thì là cái vườn nó xấu quá mà nên là hai ông bà cứ cãi nhau miết thôi cãi nhau tại vì làm sầu riêng này đấy nó rất là nhiều trường phái và mỗi ông mỗi bà lại lại tìm hiểu một cái trường phái và và ông làm theo ý của ông nhưng mà nó lại không vừa ý của bà thế là bắt đầu là là cãi nhau đó nhưng mà khi mà làm khi mà đi đúng hướng một cái cái vườn nó tốt lên một cái là cái không khí ở trong vườn nó không khí ở trong nhà trong không khí trong gia đình ấy nó 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 thay đổi nó vui tươi lắm chứ còn cái vườn mà thất bại hoặc làm không ra làm sao ấy là bắt đầu là nó nó lộn xộn lắm tại vì hầu hết là cái kinh tế của gia đình của người nông dân ấy nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái vườn sầu riêng và sầu riêng ấy thì nó chỉ có một mùa thôi một năm nó chỉ có một mùa thôi và mà đã thất bại là không có khả năng là gần như không có khả năng gọi là 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 sửa chữa được nữa trong cái vụ mùa đó mà bắt buộc phải chờ sang năm sau và cái thứ nhất là cái tiền đầu tư nó mất thứ hai nữa là không có cái cái nguồn thu để mà tiếp tục trang trải nên là cái không khí gia đình nó sẽ rất là nặng nề khi mà cái vườn nó xấu cũng như thất bại Vườn này thì trái nó đã tương đối ổn rồi Bắt đầu có thể cho ra ngọn, le le ngọn dần ra được rồi Tại vì khi mà bắt đầu cho le le ngọn tầm này là trái nó nó bắt đầu khi mà nó được trên một ký hai là bắt đầu nó 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 nở lá ra thì nó có một cái cơi lá mới để nó 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 bù lại những cái lá rụng trong suốt cái quá trình từ sổ nhụy đến bây giờ các bác không cho ra lá mà nó bù lá cũng như là cái cơi lá này nó sẽ giúp chạy chạy trái trong cái giai đoạn này nó nuôi trái và lên cơm về sau nó rất là ổn nha các bác thì cái giai đoạn này các bác có thể bắt đầu cho nó ra được một cái cơi lá mới được rồi tất nhiên là chỉ có được phép ra ngọn đấy nha chứ không được phép phóng ngọn đâu phóng ngọn cái giai đoạn này nó cũng sẽ làm cho cái 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 trái nó bị giật học bị méo trái hoặc là thậm chí nếu mà nó ra ngọn mạnh quá mà nó xả cái dàn lá chân đi, đi thì thậm chí nó có thể gây rụng trái được trong ngay trong cái giai đoạn này nha còn các bác cho cho nó le đọt ra từ từ mà ra đến đâu là nó nó mở lá ra đến đấy và nó già đến đấy thì nó không ảnh hưởng đâu nha đó thì bây giờ là các bác có thể cho nó le đọt dần ra và bắt đầu ra lá được rồi và cái video này thì nó cũng khá dài rồi và em xin phép dừng cái video này lại ở đây xin chào và xin hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo nha các bác